Dương Tâm. Và sau khi kết thúc khóa học của thầy thì Tâm đã đạt COT. Và một từ thôi để dành cho thầy, đó là thầy là một người tuyệt vời, là một người cha tái sinh một lần nữa ra Dương Tâm ngày hôm nay. Và tôi cam kết rằng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để tôi tỏa sáng, để dành một lời cảm ơn đến thầy. Tôi là Minh Đức, tôi đã học và sẽ áp dụng 100% gì thầy đã dạy và tôi sẽ thành công. Tôi là Mai Lan, tôi đã học và tôi được thầy truyền rất nhiều năng lượng và cảm hứng. Tôi sẽ làm những lời thầy dạy để tỏa sáng. Một khóa học mà giá trị nhất cái cuộc đời này. Và nếu các bạn đã chọn cái nghề tư vấn bảo hiểm thì chắc chắn cuộc đời bạn phải chạm vào thầy Hiếu duy nhất một lần trong cuộc đời. Nếu không các bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối trong cái cuộc đời này. Để nói về khóa học của thầy Hiếu, tôi chỉ có thể nói một từ tuyệt vời. Nó một câu rất tuyệt vời. Sau khóa học của thầy Bùi Xuân Hiếu thì tôi có một đội nhóm vững mạnh và lương của tôi tăng từ 2 con số lên 3 con số. Và tôi cảm thấy đây là một điều tuyệt vời. Và tôi tin chắc rằng đội nhóm của Tâm sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm ơn thầy Hiếu. Đã thấu hiểu hơn được về bản thân và về nghề nghiệp mà mình, nghề bảo hiểm nhân thọ mà mình đã lựa chọn. Khóa học của thầy thì tôi cảm thấy là phát triển bản thân, mình tự tin và thêm yêu nghề hơn nữa. Chúng tôi yêu thầy Bùi Xuân Hiếu. Nếu mà được dùng một từ để nói về thầy Hiếu thì tôi muốn dùng từ là tri ân. Thầy như một ngọn hải đăng đã định hướng giúp cho tôi, sự nghiệp của tôi thăng hoa hơn. Và tôi cảm thấy là tự tin ở bản thân và dám nghĩ những điều lớn lao hơn trong cuộc sống của mình. Đối với tôi thì thầy Hiếu là người thầy của cuộc đời của tôi. Vì khi có thầy là người thầy của cuộc đời thì không có gì cả để tôi thành công cả. Đối với tôi, thầy Hiếu là người đã giúp cho tôi dám thực hiện giấc mơ lớn hơn và dám thành công với giấc mơ đó. Chỉ có một từ đấy là rất tuyệt vời và tuyệt vời. Đó là bản đồ của thành công. Đó là thay đổi cuộc đời. Giá trị nhận được của sau khóa học của tôi về danh hiệu thì đương nhiên là COT là một danh hiệu rất cao quý. Nhưng bản thân tôi đã cảm thấy là mình là một con người mới, mình tìm ra được cái sứ mệnh cuộc đời của mình. Thì khi mà sau khi học khóa học thì tôi đã tìm được con đường sự nghiệp của tôi. Và hiện tại đang bắt đầu định hình. Và mục tiêu của tôi là xây dựng một hệ thống 70.000 người. Sau khóa học mình đã đạt MBAT, MBA, MC Thiên Cương. Và bây giờ mình mong muốn tiếp tục xây dựng hệ thống phát triển. Tất cả những bạn trẻ sẽ có một tương lai và phát triển ngành nghiệp cùng với tri ân tâm huyết của thầy. Chúng tôi biết ơn thầy Bùi Xuân Hiếu. Chúng tôi thức tỉnh, chúng tôi thay đổi cuộc đời, chúng tôi thành công và tỏa sáng trong ngành bảo hiểm. Tìm lại chính mình, đánh thức ước mơ, tìm lại giá trị cho chính mình, cho đội nhóm và cho tất cả khách hàng của mình thân yêu. Xin cảm ơn. Em đã trở thành MBAT ạ.